Hôm nay là tìm Lucio qua nhà thầy Phiêng. Đó, hôm nay thì rất là vui khi được hẹn được anh chàng trai nhạc sĩ vừa ca sĩ luôn các bạn nhé. Đây là Balin. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người của anh Lucio nhá. Chào các bạn. Nói đến Balin thì chắc là rất là nhiều các bạn biết đến. Thì bữa trước là Balin sáng tác bài gì nhỉ? Quên rồi. Bài Nhớ Em. Nhớ Em. Bài đó rất là hay luôn. Bài Hạnh Phúc Hay Của Đâu. Bây giờ Balin hát tặng cho Lucio đi. Ok. Tặng hết cho mọi người luôn. Tặng hết cho bạn ghế cây. Các bạn ghế cây gì luôn. Bây giờ mình thở không khí đã. Mấy người cũng thở luôn nha mọi người. Bây giờ mình hít thật sâu để lắng nghe ca khúc và giờ mình xin gửi tặng cho mọi người bài hát khá là lâu rồi, chắc 2 năm rồi. Bài hát này mình viết tặng cho bạn gái, bạn gái đã chia tay rồi. Giờ mình hát xong bài này là bạn gái chia tay luôn. Bạn gái sang Lào làm giáo sư rồi. Giờ bạn gái đi lên núi ở rồi. Quay qua xung quanh luôn đều rồi. Quay qua thân phim nhỉ. Hello. Thank you.
này. Ủa không ai vỗ tay hết vậy. Chào anh trai nhá. Hello. Em thích chơi một ít nữa nhưng mà anh chờ một đấy. Làm hôm qua anh làm cái gì đúng không? Thì hơi đăng lên. Là cũng... Các bạn ạ, sao được quay đi? Anh nhìn hát đi nhìn.